Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phạm Thiên Vũ. Như các anh chị và các bạn đều biết, tuyến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương này đi qua 6 xã Đồng Tâm, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Lập thuộc huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước, và một đoạn thì đi qua xã Tam Lập thuộc huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương. Tuyến cao tốc Đồng Phú Bình Dương này có tổng chiều dài toàn tuyến là 41,3 km. Chỉ có khoảng chừng 3 km là đi qua địa phận tỉnh Bình Dương. Điểm bắt đầu của đoạn đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương này tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, và điểm kết thúc tại xã Tam Lập thuộc huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương. Hiện tại thì Vũ đang đứng tại điểm cuối của tuyến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương tại xã Tam Lập. Như các anh chị và các bạn đã thấy, hiện tại chính quyền địa phương của tỉnh Bình Dương gần như hoàn thiện khoảng chừng 3 km của tuyến đường cao tốc này rồi, để kết nối vào tuyến đường tạo lực của Bắc Tân Nguyên, Phú Giáo, Bảo Bàng của tỉnh Bình Dương. Hiện tại Vũ đang đứng trên con đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương. Đây là điểm giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương. Trái vũ chỉ đó là khu công nghiệp và đô thị 4.200 hectare, chỉ cách chỗ này khoảng chừng 3-4 km thôi. Còn phía trước thì thuộc tỉnh Bình Dương. Từ vị trí này cách khoảng 3 km là tới điểm cuối của tuyến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương rồi. Tại đây, các đội thi công của tỉnh Bình Dương đang dần hoàn thiện. Còn về phía tỉnh Bình Phước thì sao? Chính quyền tỉnh Bình Phước cũng đã có những cái kế hoạch để hoàn thiện tuyến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương này. Vì đây là tuyến đường cao tốc huyết mạch thuộc dự án trọng điểm phía đông của tỉnh Bình Phước. Và sau khi hoàn thành, sẽ kết nối tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng, tạo một đòn bẩy kinh tế phát triển hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Như chúng ta đã biết, tuyến cao tốc Đồng Phú Bình Dương theo kế hoạch thì quy mô bề rộng nền đường là 15m, bề rộng mặt đường là 11m, gồm hai làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ. Vũ xin nhắc lại là có hai làn xe thô sơ. Vậy cái tuyến đường cao tốc này giống như đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Bình Dương thì có thế mạnh là ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, bất động sản công nghiệp tại nơi đây rất phát triển xung quanh các khu công nghiệp này, cũng như xung quanh các tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Chúng ta có thể kể đến như dịch vụ logistics, kho bãi, quán ăn, thậm chí là các công ty xí nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp dọc trên tuyến đường cao tốc này. Ở đâu có công ty xí nghiệp thì ở đó thu hút lượng công nhân về đó sinh sống tại các điểm ra và điểm vào của các tuyến đường cao tốc. Nhìn bất động sản công nghiệp phát triển mạnh tại tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn thì chúng ta cũng có thể nhìn lại tuyến đường cao tốc của Đồng Phú Bình Dương này, thì bất động sản công nghiệp tại tuyến đường này còn quá nhiều tiềm năng, cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp. Như về cơ hội thì tại thời điểm này có nhiều nhà đầu tư đang kẹt dòng vốn của mình ở những phân khúc thị trường cao cấp và tồn kho khá nhiều bất động sản. Chính vì lẽ đó là cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, cũng như là một trong những người đi tiên phong, ít cạnh tranh về đầu tư bất động sản công nghiệp, cũng như là đàm phán về giá tốt hơn. Còn về thách thức, con đường tuy ít người đi, đôi khi mang lại lợi nhuận cao, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về dòng vốn, chính sách của nhà nước, vân vân và vân vân. Nếu mà để nhận định trên góc nhìn môi giới bất động sản thì anh chị và các bạn có thể nghiên cứu hoặc là tham khảo những bất động sản dọc hai bên tuyến đường cao tốc này, cũng như là các điểm ra, điểm vào của tuyến đường này, như những tuyến đường như liên xã, liên huyện của tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước. Tại thời điểm này thì có quá nhiều thông tin không tốt về thị trường bất động sản. Điển hình kế đến là sự thắt chặt tín dụng của nhà nước, làm cho các nhà đầu tư chiến lược rất e dè, cũng như cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của mình. Tuy nhiên, đặc biệt trong thời điểm này thì nhà nước vẫn đang đẩy mạnh về đầu tư công, trong đó tuyến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương là sự ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bình Phước, đặc biệt là nguồn vốn FDI đầu tư của nước ngoài vào rất là nhiều. Và Vũ rất trung thành với phân khúc đất nền sổ đỏ sẵn, pháp lý sẵn, đất sào cần rõ ràng về pháp lý, không dính quy hoạch, và đây là xu hướng tốt nhất. Ngày hôm nay, thông qua quá trình khảo sát thực tế tuyến đường này, Vũ chia sẻ cho các anh chị ở xa không có thời gian đến xem thực tế những thông tin, hình ảnh, những thước phim một cách chân thật nhất, và để anh chị có cái nhìn tổng quát hơn, định hướng rõ hơn, để đưa ra kế hoạch rõ ràng hơn trong công việc đầu tư bất động sản của mình tại thị trường Bình Phước. Trong quá trình làm video này có những thiếu sót,
Mong anh chị và các bạn bỏ qua những đóng góp ý kiến của các anh chị là nguồn động lực để Vũ làm những video mang lại giá trị tốt hơn nữa. Các anh chị ở xa thông qua video này muốn biết tình hình bất động sản ở khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú tiến triển như thế nào thì hãy comment hoặc inbox Zalo cho Vũ. Vũ sẽ đi khảo sát thực tế và gửi những video tiếp theo đến cho các anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn thấy thông tin Vũ chia sẻ hữu ích, mang lại giá trị, hãy cho Vũ xin một like và bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất từ bất động sản Bình Phước, hoặc chia sẻ video này đến cho nhiều người được biết tình hình bất động sản tại thị trường Bình Phước. Vũ xin cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn tại những video giới thiệu lần sau.